Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An do Thượng tá Đàm Quang Ngoạt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ đã đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 34 chốt kiểm soát, chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh Long An. Tại đây, công tác bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị vật tư y tế và đảm bảo phương tiện nghe nhìn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của bộ đội. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị đã xác định các khu vực trọng điểm, tập trung tối đa lực lượng, thành lập các tổ ngăn chặn, tổ tuần tra lưu động phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên các đường mòn, lối mở, làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, bảo đảm khẩu trang, cồn rửa tay và các vật dụng y tế cần thiết cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng quản lý biên giới của Campuchia trong công tác phòng chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Thượng tá Đàm Quang Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và những kết quả đã làm được trong thời gian qua, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới, đảm bảo các điều kiện an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ. Thường xuyên phun thuốc tiêu độc diệt khuẩn, áp dụng đầy đủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, vệ sinh cá nhân, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.